Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối ngày hôm nay 14 tháng 12 trên các nền tảng của FBNC. Tôi là Minh Vi và sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin chính yếu trong ngày và kết nối đến quý vị những thông tin đặc biệt sẽ có trong các bản tin tiếp sau đó của FBNC. Nếu quý vị quá bận cho một ngày thì hãy để Minh Vi thông tin một cách nhanh nhất, xúc tích nhất những sự kiện trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là những thông tin về tình hình thế giới. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC ông John Unioth vừa cho biết Bộ Tài chính và một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã bị các tin tặc do chính phủ nước ngoài hậu thuẫn tấn công. Chính phủ Mỹ đã nắm được tình hình và đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để xác định và khắc phục mọi vấn đề có thể xảy ra liên quan đến tình huống này. Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại xác nhận về cuộc tấn công và cho biết thêm rằng họ đã yêu cầu cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng an ninh CISA thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FBI tiến hành điều tra. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải ông Christopher Kraft, quan chức an ninh mạng hàng đầu đất nước. Kraft chịu trách nhiệm dẫn dắt các nỗ lực bảo vệ cuộc bầu cử Mỹ, đồng thời là người giám sát CISA. Trong cuộc họp trực tuyến của Ủy ban thỏa thuận tình trạng lực lượng SOFA hôm 11 tháng 12, Washington thông báo trả 12 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Hàn Quốc cho Seoul, trong đó có căn cứ Yongsan, vốn được coi là cái gai giữa lòng Seoul. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất được trách nhiệm và phương án tẩy sạch môi trường tại những khu vực này. Tổng diện tích các căn cứ được Mỹ trao trả theo thỏa thuận là 145 hectare. Hàn Quốc dự kiến đặt một công viên quốc gia tại khu vực Yongsan. Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in đã thúc đẩy hoạt động trao trả sau khi nhiều cư dân lo ngại sự chậm trễ sẽ gây khó khăn cho những dự án phát triển bất động sản địa phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ghi nhận một vụ vi phạm lệnh ngừng bắn khi xuất hiện những cuộc đấu súng ở quận Kharkiv. Giao tranh đã xảy ra ở Nagorno-Karabakh nhưng đã nhanh chóng kiểm soát tình hình. Trong khi Armenia và Azerbaijan đổ lỗi cho nhau, thì Bộ Quốc phòng Armenia cáo buộc Azerbaijan mở cuộc tấn công nhằm vào làng Hintech và Krasbert ở phía nam Karabakh. Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan ông Ilham Aliyev tố cáo lực lượng dân quân và tàn quân Armenia đã tiến hành hoạt động khủng bố. Quân đội Azerbaijan thông báo 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chạm súng. Bộ Quốc phòng Anh cho biết từ ngày 1 tháng 1, 2021, sẽ có 4 tàu tuần tra của Hải quân Anh sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của nước này trong trường hợp thời kỳ chuyển giao Brexit kết thúc mà London không đạt được thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai với Liên minh châu Âu-EU. 4 tàu tuần tra của Hải quân Anh với chiều dài 80 mét sẽ có khả năng được dừng, kiểm tra và ngăn những tàu đánh cá của EU xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Anh, nằm trong khoảng 320 km từ bờ biển nước này. Truyền thông nhà nước Iran hôm 13 tháng 12 cho biết nhà nước Iran đã tiến hành trao huân chương Nash, có nghĩa là chiến thắng trong tiếng Ba Tư, có chữ ký của lãnh đạo tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã được Thiếu tướng Mohammad Bayri, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang, trao cho gia đình nhà khoa học Mohsen Farigret. Ông đã bị ám sát hồi tháng trước. Thiếu tướng Bahri nói, huân chương này dành cho những người yêu quý đã bảo vệ cuộc cách mạng Hồi giáo, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Iran. FBI thông báo trên Twitter hôm 11 tháng 12 rằng họ đã nhận được giải mã bức thư của sát thủ Zodiac, còn được gọi là sát thủ cung hoàng đạo, bởi một nhóm tư nhân. Nội dung bức thư là tôi hy vọng các ông cảm thấy rất vui khi tìm cách bắt tôi. Tôi không sợ phòng hơi ngà, nó sẽ đưa tôi trở về nguồn cội nhanh hơn, bây giờ tôi đã có đủ nô lệ làm việc cho mình. Một thành viên trong nhóm giải mã nói rằng nội dung bức thư không nói lên nhiều điều. Vụ án của sát thủ Zodiac là một trong những vụ án bí ẩn nhất trên thế giới. Trong hai năm 1968-1969, sát thủ cung hoàng đạo đã bắn hoặc đánh đập dã man 7 người tại khu vực Bay Area ở San Francisco, khiến cho 5 người trong số này thiệt mạng. Cảnh sát Las Vegas chiều ngày 12 tháng 12 đã bắt một người đàn ông cố tình leo lên cánh máy bay và không chịu xuống khi phi cơ chuẩn bị cất cánh. Các đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy người đàn ông mặc quần khaki áo tối màu đeo một chiếc túi đã bám vào cánh của chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Alaska Airlines trên đường băng sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas. Nhiều hành khách tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng. Nhà chức trách cho rằng người đàn ông leo lên cánh máy bay có thể gặp vấn đề tâm thần.
Tòa án Greenwich Rail ở London, Anh đã quyết định xử phạt Betway Homes, một công ty xây dựng ở Anh, số tiền lên đến 600.000 bảng Anh, tương đương với 800.000 đô la Mỹ, mức phạt cao nhất với tội danh liên quan đến động vật hoang dã. Cụ thể, công ty Betway đã phạm tội khi thực hiện công việc xây dựng tại một địa điểm có dơi sinh sống. Betway Homes cũng đồng ý chi trả 39.676 đô la Mỹ chi phí và quyên góp thêm 26.450 đô la Mỹ cho tổ chức bảo tồn dơi. Trong chuyên mục tiêu điểm thế giới ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép đề cập đến thông tin tạp chí Deutsche Presse của Đức đã chọn ông Trump là người thua cuộc của năm, nhấn mạnh sự cố chấp của ông sau khi thất bại trước Biden. Giám đốc của Deutsche Presse tại Washington, ông Roland Nalas, mô tả Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, là một người không bao giờ quan tâm tới lợi ích chung mà chỉ luôn nghĩ đến điều duy nhất, đó chính là bản thân ông ấy. Tạp chí Đức miêu tả không có gì diễn ra bình thường dưới thời của ông Trump. Thay vào đó, ông ấy nói về bầu cử gian lận trên diện rộng, dù không có bằng chứng gì, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump đã kết thúc như khi nó bắt đầu và không phép tắc cũng như là không tự trọng. Bài viết được đăng trên The Spiegel vào ngày tạp chí Times của Mỹ bầu chọn Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử là Kamala Harris là nhân vật của năm. Tạp chí uy tín của Đức nhấn mạnh những thách thức mà hai người đối mặt khi dịch bệnh COVID-19 gia tăng khắp cả nước, cũng như chiến thắng lịch sử của Harris khi là người gốc Phi, người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ gốc Đông Á đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ. Xin được chuyển sang các vấn đề chính yếu trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam, nên từ sáng nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trưa và chiều tối nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo không khí lạnh sẽ gây mưa vừa mưa to ở khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày mai thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Do ảnh hưởng của các cơn bão từ tháng 10 năm 2020 đã làm cho tỉnh Nghệ An và Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, kè chắn sóng đường dạo bộ bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300 mét. Phần thân đường bị hư hỏng và sụt lún sạt khoảng 500 mét vuông. Kè trọng lực bị sập, xâm thực với chiều dài khoảng 200 mét. Trong khi đó, gần 2 km bờ biển Cửa Lở, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, xâm thực vào đất liền gần 50 mét, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân sống trong khu vực. Theo nghiên cứu mới nhất của Phân viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ chịu rủi ro do ngập úng nước biển dân, hạn hán mà còn đang phải chịu tình trạng xâm nhập mặn ngày một đi sâu vào nội đồng. Sự thay đổi mặn và mức độ lan truyền mặn có xu hướng tăng dần trong tương lai về phía thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn và hồ Trị An, sông Đồng Nai. Trong trường hợp không có công trình ngăn mặn, trong tương lai mặn có xu hướng tiến sâu lên thượng lưu, thu hẹp mức độ an toàn của nguồn nước ngọt, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân thị trấn Cẩm Giang, xã Tân Trường, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vô cùng bức xúc do cuộc sống bị đảo lộn từ tình trạng đổ đốt trộm rác thải tại bãi rác thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giàng đã gây khó chịu, mùi khét lẹt. Theo chính quyền địa phương, thì việc đốt trộm rác thải tại bãi rác thôn Tràng Kênh, trong đó có cả rác thải công nghiệp xảy ra cách đây hơn một tuần. Tình trạng đổ đốt trộm rác thải chứa nhiều cao su, xốp nhựa, phế thải từ lớp xe đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của hàng trăm hộ dân các khu vực xung quanh bãi rác này. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 vụ đông xuân là rất cao do các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật tăng mạnh để phục vụ nhu cầu trong thời gian trước. Trong và sau Tết Tân Sửu, công tác tổ chức tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa được triển khai đầy đủ, tỷ lệ tiêm phòng thấp. Từ giữa tháng 10 năm 2020 cho đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại 83 xã, 33 huyện của 10 tỉnh, thành phố, làm tổng số trên 1.100 con trâu bò mắc bệnh, trong đó có trên 170 con chết buộc phải tiêu hủy.
Mới đây, Bộ Công an cũng đưa ra cảnh báo đỏ đối với hoạt động của các công ty B2B Lending ngoại hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, hiện chưa có quy định pháp luật về hoạt động này, nhưng cả nước đang có khoảng 100 công ty B2B Lending. Các công ty hoạt động biến tướng không đúng bản chất của loại hình này là kết nối người cho vay với người vay. Một số công ty lách luật thu thêm phí dịch vụ, nâng lãi suất lên đến 700% một năm. Các công ty B2B Lending đang cấu kết với các cơ sở cầm đồ kinh doanh tài chính bán dữ liệu thông tin cá nhân người vay để quảng cáo môi giới, tiếp thị theo hình thức cho vay nặng lãi truyền thống. Liên quan đến vụ tăng giá thuế của Grab, không lâu sau khi bị Tổng cục Thuế yêu cầu thận trọng trong phát ngôn, Grab đã lập tức phản pháo bằng cách tố ngược cơ quan thuế. Theo Grab, trong thực tế, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh vẫn phải dựa vào các nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự giữa tài xế và hành khách. Do đó, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh hoàn toàn không có tính chất kinh doanh, mà là hoạt động kiếm sống của những người có thu nhập thấp, đa phần dưới 100 triệu đồng một năm. Grab khẳng định việc Tổng cục Thuế áp dụng Nghị định 10/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với trường hợp tính thuế giá trị gia tăng của hình thức xe hai bánh là không hợp pháp. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương liên quan đến bị cáo Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng 5 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đường dây lừa đảo qua điện thoại với nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết gọi điện cho nạn nhân tự xưng là công an, kiểm sát viên đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ và bắt một số đối tượng. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã kết nối với một số đối tượng xuất khẩu lao động người nước ngoài để mở các tài khoản ngân hàng, mục đích để chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã đi gom chứng minh nhân dân tại các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, sau đó làm giả chứng minh nhân dân và đi mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hàng chục tài khoản ngân hàng đã được các đối tượng mở ra. Đây chính là tài khoản mà nhóm đối tượng lừa đảo dùng để nhận tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện vụ vận chuyển nửa tấn lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc. Chiếc xe khách 43 chỗ biển kiểm soát 14B01052 do Nguyễn Công Bình, 46 tuổi, ngụ tại Chí Linh, Hải Dương điều khiển bị công an kiểm tra. Được biết, chủ lô hàng là Nguyễn Năng Ngọc, 52 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lòng lợn sấy khô trên. Tổ công tác số 12 đã tiến hành lập biên bản và bàn giao số hàng thu được cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật. Bức ảnh trong ngày của bản tin tối ngày hôm nay thì Minh Vi xin được chia sẻ đến quý vị bức ảnh về vành đai 2 trên cao Hà Nội biến thành bãi đổ xe. Đoạn đường dẫn và đường trên cao vành đai 2 từ cầu Giấy Đào Tấn ngang nhiên bị biến thành bãi trông giữ xe. Đặc biệt trong những ngày cuối tuần, ngày lễ, xe ô tô của khách đến tham quan Vườn Thú Hà Nội đổ thành hàng dài, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Tình trạng trên diễn ra hàng ngày, kéo dài ngay trên một trong những tuyến đường trọng điểm của Hà Nội, khiến cho dư luận bức xúc. Trước vấn đề này thì mọi người đều mong muốn là cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xử phạt nghiêm các cá nhân cố tình biến lòng đường vành đai 2 từ cầu Giấy Đào Tấn thành bãi trông giữ xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực. Quý vị vừa điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý trong ngày của quốc tế và tình hình trong nước mà các bản tin của FBNC chuyển tải. Trên nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin kinh tế FBNC, tỷ giá giá vàng, tin sáng 30 giây cho buổi sáng đầu ngày, mai thứ ba là ngày 15 tháng 12. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC để theo dõi nhé. Những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC gồm có: trên thế giới, Đài Loan sẽ nộp đơn đăng ký tham gia phiên bản cải tiến của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sau khi kết thúc các cuộc tham vấn không chính thức với 11 thành viên hiện có. Công ty Optimvex, một nhà sản xuất đá khô của Bỉ cho biết đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về nhu cầu đối với các sản phẩm của mình do nhu cầu vận chuyển và bảo quản vaccine COVID-19 tại nước này đang rất cấp bách. Tại Việt Nam, Đại sứ EU tại Việt Nam vừa hé lộ trong năm 2021, phía EU dự kiến ký kết dự án trị giá 140 triệu euro hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng. Loạn thị trường tấm pin năng lượng mặt trời trước hạn cuối hưởng giá bán ưu đãi. Các nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế FBNC ngày hôm nay. Vàng thế giới được dự báo sẽ đi ngang trong tuần này, báo động giảm trong ngắn hạn. Vàng trong nước thì lại giữ nguyên giá, đặt câu hỏi cho xu hướng nào sẽ kế tiếp.
Trong một diễn biến khác, liệu Bitcoin có đang đánh cắp sự chú ý khỏi vàng hay không? Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá giá vàng ngày hôm nay. Trong báo cáo gửi Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 do đơn vị này phát hành và đang được sử dụng đều có nhiều lỗi và có nội dung chưa phù hợp. Nội dung này sẽ có trong bản tin 24 giờ chuyên về các thông tin an ninh trật tự thế giới và trong nước được phát sóng vào ngày mai ngày 15 tháng 12. Quý vị đón theo dõi nhé! Bản tin tối của FPNC với những thông tin chính yếu trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo và cũng sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất đến quý vị. Hãy cùng với FPNC trên các nền tảng kênh truyền hình FPNC, YouTube FPNC, Facebook FPNC để cập nhật những thông tin hữu ích nhất nhé quý vị. Còn bây giờ Minh Vy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào khung giờ ngày mai.